Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 63 điểm cầu chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại hội nghị. Tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa, các chính sách vĩ mô khác, góp phần ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Đây là nền tảng rất quan trọng cho phát triển bền vững. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và những kết quả bước đầu đáng khích lệ của Ngân hàng Nhà nước và ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2023, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cả nước. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra những hạn chế bất cập, nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới, trong đó chỉ rõ mặt bằng lãi suất, đặc biệt là lãi suất cho vay vẫn còn cao so với khả năng chịu đựng của nền kinh tế, cao hơn so với mong muốn được hỗ trợ chia sẻ của doanh nghiệp, người dân để vượt qua tình hình khó khăn hiện nay. Thủ tướng khẳng định, ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, mạch máu có lưu thông tốt hay không chính là do hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng và vai trò điều tiết của Ngân hàng Nhà nước, nên điều tiết phải nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, cần phải đặt lợi ích chung, lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đối với hệ thống Ngân hàng Nhà nước, phải bám sát cái thực tiễn, nắm chắc cái tình hình, dự báo chính xác cái khả năng, rồi đưa ra cái chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả và tăng cường cái giám sát, kiểm tra. Đối với tổ chức tín dụng thì phải luôn luôn đồng hành với lại, đồng hành, chia sẻ, cảm thông với khách hàng, với người dân, với doanh nghiệp, đặt cái địa vị của mình vào cái địa vị của họ khi khó khăn. Đối với lại doanh nghiệp và người dân thì phải nắm chắc pháp lý, phải hợp tác chặt chẽ với hệ thống ngân hàng, rồi phải có độ tin cậy. Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh hiện nay cần ưu tiên cho tháo gỡ khó khăn, ưu tiên cho tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Ngân hàng Nhà nước cần rà soát các điều kiện, tiêu chí cho vay để điều chỉnh phù hợp, thuận lợi hơn, đảm bảo tăng khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh triển khai thực hiện gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất và 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Về phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Thủ tướng nêu rõ, phát hành trái phiếu là kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp, giúp giảm phụ thuộc vào vốn tín dụng của ngân hàng. Phát triển cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp là phải kiểm soát cái đại chúng hóa ở thị trường thứ cấp này. Rồi cá nhân đủ điều kiện có giấy phép hành nghề mới được thực hiện nghiệp vụ phân phối trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Phân biệt giữa trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi định chế tài chính và các loại trái phiếu khác như là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán v.v. Khi phát hành trái phiếu riêng lẻ phải chịu kiểm soát điều chỉnh kép. Đấy, như là nghị định quy định về trái phiếu, rồi các quy định về tổ chức tín dụng, tạo điều kiện doanh nghiệp hoạt động tốt, có thể huy động vốn qua phát hành trái phiếu để hỗ trợ cho nền kinh tế và hỗ trợ cho ngân hàng. Tiến hành xếp hạng tín nhiệm và là cái yêu cầu cần phải làm. Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng phải đẩy mạnh công bố công khai minh bạch các thông tin, nhất là kịp thời tuyên truyền phổ biến, công bố các chính sách, quy định giải pháp mới của nhà nước để người dân, xã hội có thông tin chính xác, chính thống, qua đó góp phần ổn định tâm lý, ổn định thị trường. Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chính phủ vừa ban hành quyết định về lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. Quyết định đưa ra lộ trình cụ thể, cơ quan chủ trì để thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 với 117 chỉ tiêu như: đến năm 2030, tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 đến 1,5% một năm, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 60%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng hơn 2,5 đến 3 lần so với năm 2020.
tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân đầu người 7.500 đô la Mỹ. Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các chỉ tiêu, chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương để triển khai các hoạt động nhằm đạt được lộ trình đến năm 2025 và năm 2030. Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội. Năm 2023, theo kế hoạch, Tiền Giang huy động gần 5.295 tỷ đồng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã giải ngân được 2.740 tỷ đồng vốn đầu tư công, tăng hơn 52,5% so với cùng kỳ năm trước. Để thực hiện thành công kế hoạch đầu tư năm 2023 với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện ứng vốn Quỹ Phát triển đất năm 2023 để chi trả ngay cho các hộ dân, khẩn trương hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị đầu tư, kiểm soát chặt chẽ thời gian thực hiện các gói thầu thi công, thiết bị để nhanh chóng đưa dự án vào khai thác, sử dụng, có giải pháp cụ thể, kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố về kế hoạch bán đấu giá các lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm độc lập với kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ. Nguyên nhân là các lô đất này độc lập, hiện trạng là đất trống, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, một số lô đất đang lập thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cần sớm bán đấu giá để thu ngân sách và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, cần đấu giá trước đối với 3 lô đất, gồm 2 lô đất thuộc khu chức năng số 1 và lô đất từ 3 đến 5 thuộc khu chức năng số 3. Sau khi bán đấu giá thành công 3 lô đất này, sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục đấu giá 7 lô đất, gồm 3 lô đất thuộc khu chức năng số 3, 4 lô đất thuộc khu chức năng số 1 và lô 71 thuộc khu chức năng số 7. Đối với 6 lô đất thuộc khu chức năng phức hợp thể thao giải trí 2C, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho các sở liên quan điều chỉnh quy hoạch phù hợp để chọn phương án đấu giá hoặc đấu thầu. Nghị quyết thí điểm về đấu giá biển số ô tô của Quốc hội đã chính thức có hiệu lực trong tháng 7 này. Như vậy, khái niệm đấu giá biển số đã trở thành hiện thực và tới đây người dân sẽ được quyền lựa chọn, cạnh tranh một cách công khai để sở hữu cho mình những biển số ô tô theo mong muốn. Bộ Công an dự kiến tổ chức phiên đấu giá biển số ô tô đầu tiên từ ngày 15 tới ngày 20 tháng 8 năm 2023. Để tham gia phiên đấu giá, người dân cần lưu ý những gì? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Theo quan niệm của người dân, mỗi con số đều có một ý nghĩa riêng, mang nhiều giá trị về mặt tinh thần cho người sở hữu. Chính vì vậy, họ cũng rất tò mò về việc đấu giá biển số sẽ diễn ra như thế nào để đảm bảo tính công khai, minh bạch và được kiểm soát chặt chẽ. Đấu giá thì minh bạch và công khai, vậy thì tên tuổi của những người đấu giá nó có công khai hay không? Còn nếu không công khai thì sợ nó lại không minh bạch. Còn công khai thì ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của người đấu giá. Cái này mình cũng cần phải giải thích rõ ràng hơn. Tôi chỉ thắc mắc là cái công tác hậu kiểm thôi. Làm thế nào để chính xác và minh bạch, tránh đầu cơ, tránh tình trạng đấu xong rồi lại mua bán với nhau phía sau. Những băn khoăn của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, nghị quyết 73 của Quốc hội về đấu giá biển số xe ô tô được đánh giá là ngăn chặn được tình trạng đầu cơ, tích trữ biển số xe để trục lợi. Quy định về cái quyền của cái người trúng đấu giá là anh chỉ được là giữ lại biển số xe đó với chính bản thân anh là người trúng giá. Còn người mua lại cái đấy thì không được cái quyền đấy. Đấy là vấn đề đã ngăn chặn được đầu cơ. Và cái thứ hai đó là trong thời hạn 12 tháng là anh phải đăng ký và chỉ gặp bất khả kháng thì được 6 tháng nữa. Cơ quan đấu giá là cơ quan độc lập, đấu giá trên môi trường mạng và được sự giám sát của mọi người dân, được giám sát bởi các quy định của pháp luật. Đấy. Và giám sát của các cơ quan quản lý của nhà nước nữa. Biển số xe Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lâu nay vẫn là lựa chọn hàng đầu của người dân khi tìm đến những biển số đẹp. Người dân nếu đấu giá hoàn toàn có thể được chọn nơi đăng ký. Công dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc đều có thể tham gia đấu giá biển số xe ô tô trên cái trực tuyến, trên mạng internet và cái trang đấu giá. Thế và được đăng ký ở mọi nơi trên toàn quốc và đồng thời chúng tôi sẽ chuẩn bị đưa ra một cái kho số để người dân lựa chọn. Cái kho số này là cái kho số mà dự kiến cấp trong thời gian tới và chúng tôi sẽ dự kiến rằng là khoảng từ 15 đến 20 tháng 8 đấy, khi các công tác chuẩn bị hoàn thành, khi người dân đã đăng ký
và những cái điều kiện cần thiết khác đầy đủ, thì cái phiên đấu giá đầu tiên thì dự kiến sẽ được triển khai vào từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023. Nhiều chuyên gia cũng ủng hộ việc đấu giá công khai các biển số xe được đánh giá là đẹp, bởi quy trình bấm biển số xe hiện nay dễ phát sinh tiêu cực, do đó nên đấu giá công khai. Thấy rằng là cái cách thức mà tổ chức đấu thầu tập trung do Cục Cảnh sát Giao thông chủ trì, cái thứ hai là đấu thầu qua mạng, cái thứ ba tức là đấu thầu là cho các cái biển số được là phát hành ở tất cả các tỉnh thành phố trên một cái nền tảng đấu thầu chung như thế thì cái tính cạnh tranh nó cũng cao. Nói chung là về cơ bản chúng tôi đồng tình ủng hộ những cái chủ trương và cái cách thức dự kiến triển khai mà đã được thông tin trên báo chí. Theo dự kiến, mỗi phiên đấu giá sẽ kéo dài trong một quý. Mỗi phiên sẽ gồm nhiều cuộc đấu giá khác nhau, mỗi cuộc đấu giá cho một biển số nhất định. Người dân đăng ký sẽ được cấp một mã số cho một cuộc đấu giá. Mức giá khởi điểm đấu giá sẽ là 40 triệu đồng, tương đương giá trị 5% của những phương tiện ô tô phổ thông người dân đang lưu thông. Toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước. Khi phân bổ ngân sách, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ và Chính phủ trình Quốc hội để giải ngân nguồn ngân sách này. Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ cho biết đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị dừng triển khai đề án thu phí đỗ ô tô theo giờ do trùng việc thu phí sử dụng lòng lề đường đang thực hiện và người dân phản ứng. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ được giao xây dựng đề án thu phí đỗ xe tại các tuyến trung tâm thành phố và các quận huyện theo nghị quyết 45 ban hành năm 2022 của Quốc hội. Qua rà soát, đơn vị nhận thấy có sự tương đồng với nghị quyết số 3 ban hành năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố theo luật phí và lệ phí tại một số tuyến đường ở quận Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt đang thực hiện. Tuy nhiên, khi tiến hành khảo sát, người dân doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên các tuyến đường dự kiến thu phí đỗ ô tô theo giờ đều không đồng tình việc thu phí. Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ bãi bỏ quy định vướng mắc đối với thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo đó, thì cơ quan hải quan không làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ đối với hàng hóa mua bán giữa hai doanh nghiệp tại Việt Nam được thương nhân nước ngoài chỉ định giao nhận hàng hóa trong nội địa. Điều này đồng nghĩa với việc phải rà soát bãi bỏ đồng bộ các quy định liên quan đến xuất nhập khẩu tại chỗ đang được quy định tại các pháp luật khác liên quan. Tổng cục Hải quan cũng đề xuất chính sách thay thế việc làm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ khi chưa sửa luật thương mại, luật quản lý ngoại thương để đảm bảo quản lý đúng bản chất giao dịch hàng hóa được mua bán tại Việt Nam. Việc bãi bỏ quy định tại Điều 35 Nghị định số 8 sẽ tạo thuận lợi cho cả hải quan và doanh nghiệp. Cục Hàng không Việt Nam cho biết 6 tháng đầu năm 2023, số sự cố đã giảm so với cùng kỳ năm 2022, nhưng sự cố liên quan đến con người tăng 12,5%. Cục Hàng không khẳng định đang kiểm soát chặt chẽ an toàn bay, khó khăn của các hãng hàng không tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến an toàn bay. Sau tháng cuối năm, Cục Hàng không cho biết sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ chương trình an toàn quốc gia, chương trình an toàn cất hạ cánh, các biện pháp tổng thể hoàn thiện để đảm bảo an toàn khai thác bay, giám sát đường lăn, sân đỗ, đường băng để kịp thời phát hiện các vật thể ngoại lai có nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không, chỉ đạo các hãng hàng không rà soát lại chương trình bảo dưỡng máy bay. Năm học 2023-2024, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng hơn 35.000 học sinh, do đó thành phố đang gấp rút tuyển dụng thêm hàng ngàn giáo viên để đáp ứng yêu cầu dạy và học. Nhìn chung, số học sinh trong năm học 2023-2024 tăng nhiều ở cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông, tại những khu vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng cao. Để đáp ứng dạy và học, năm học 2023-2024, thành phố Hồ Chí Minh tuyển 308 viên chức, trong đó có 255 giáo viên và 53 nhân viên công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 4.466 giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức. Thời gian qua, tình trạng nắng nóng kéo dài tại Nghệ An khiến cho nhiều hồ đập khô cạn, hàng ngàn diện tích lúa vụ hè thu tại tỉnh Nghệ An có nguy cơ chết khô vì thiếu nước. Huyện Nghi Lộc, một trong những địa phương đang thiếu nước trầm trọng nhất tỉnh Nghệ An. Những thửa ruộng đã khô nẻ, những cánh đồng vừa mới gieo có nguy cơ chết héo. Các cơ quan chuyên môn của địa phương đang phải chạy đua với thời gian để cứu lúa.
tỉnh Nghệ An hiện có trên 1.000 hồ chứa, nhưng có đến 600 hồ, đập, lượng nước chỉ còn khoảng 30-50% dung tích thiết kế, trong đó 25 hồ đã ở mực nước chết. Toàn tỉnh Nghệ An có trên 1.500 hectare diện tích lúa vụ hè thu bị thiếu nước. Nếu nắng nóng còn tiếp tục kéo dài, trời không có mưa, diện tích lúa thiếu nước dự kiến sẽ lên đến 10.000 hectare. Ký sinh trùng vào cơ thể từ đơn bào có khả năng xuyên qua các niêm mạc đường tiêu hóa, cư trú ở tất cả các hệ thống từ cơ van đến cơ tim. Sán chui lên não làm tổ khiến người bệnh có các biểu hiện như là đau đầu, buồn nôn, có thể xuất hiện các cơn co giật. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều trường hợp bệnh nhân vẫn lầm tưởng và bị hiểu nhầm sang bệnh khác do các triệu chứng không điển hình nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra bệnh. Từ một người khỏe mạnh bình thường, người phụ nữ này đã trở nên nguy kịch do bị nhiễm ký sinh trùng khi thường xuyên ăn các món nem thính, gỏi cá, rau sống. Ngỡ tưởng mình bị áp xe gan hay ung thư gan, bệnh nhân đã đi điều trị ở rất nhiều nơi nhưng vẫn không thấy bệnh tình thuyên giảm mà cơ thể lại càng yếu hơn. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Đặng Văn Ngữ. Sau quá trình thăm khám và phân tích mẫu bệnh, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm ấu trùng sán lá gan, cần phải nhập viện và điều trị ngay. Bác là đi khám ở viện tỉnh, xong là họ khám cùng nói là bị là áp xe gan, nhưng mà bác sĩ là chưa kết quả được. Sau quá trình bác là có bên bác đi các bệnh viện nhiều rồi. Nhưng như bác sĩ giới thiệu đến viên là trí sản ấy, trí sản của là Đặng Văn Ngữ. Cho nên là bác đến đây là như bác sĩ là chăm sóc điều trị cho bác đã đỡ rồi. Còn trường hợp bệnh nhân này, năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng vẫn giữ thói quen ăn tiết canh vào mỗi buổi sáng và thường xuyên ăn rau sống. Gần đây, có những biểu hiện như mờ mắt, đau đầu, bệnh nhân mới đi khám và được chẩn đoán nhiễm sán não. Cái chia nó đập vào đầu, thế để khoảng chục hôm không nghe đâu, không có gì, mà nghe khỏi cái vết thương này khoảng chục hôm đấy, đi kiểm tra lại CT ở dưới Hòa Bình, đấy thì vết thương là không sao, lại phát ra cái bệnh chụp ra cái bệnh sán não. Làm khi bệnh nhân bị bệnh thì bệnh nhân hầu như cũng không ai nghĩ là mình bị, tại vì người ta cũng không có một cái dấu hiệu trị điểm nào biết là. Giả dụ chúng tôi đã khuyên cáo bệnh nhân, giả dụ khi cái nang sán, có những bệnh nhân mà có rất điển hình là có cái nang sán ở dưới cơ, hoặc là có bệnh nhân có tiền sử đi ngoài đốt sán thì khuyên bệnh nhân đi khám đây. Nhưng có bệnh nhân người ta có tiền sử đi ngoài đốt sán hàng chục năm nay, người ta nghĩ nó là bình thường vì thì giai đoạn đầu thì nó không ảnh hưởng sức khỏe lao động của người dân, người ta vẫn ở nhà lao động bình thường, trừ khi đến lúc mà co giật, người nó yếu, nó không ảnh hưởng, nó không thể làm việc sinh hoạt lao động bình thường, người ta mới đi viện. Để phòng tránh những biến chứng nguy hiểm của ấu trùng sán vào cơ thể, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bằng cách ăn uống đảm bảo vệ sinh, ăn chín, uống sôi. Khi có biểu hiện bất thường dưới da, u nhỏ trong cơ như hạt đậu tương hoặc hạt lạc, đau đầu, co giật hay đã từng đi ngoài có đốt sán, nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời. Không nên tự ý điều trị tại nhà hoặc ngay theo các bài thuốc thầy lang chưa được kiểm chứng. Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Khang Thịnh có địa chỉ tại Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hơn 100 tỷ đồng của hàng nghìn người trên cả nước, trong đó có người dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bước đầu, cơ quan công an xác định công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Khang Thịnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách giả mạo thương hiệu chị nám bà nhàn, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tăng lượt tiếp cận của khách hàng. Sau khi khách hàng mua sản phẩm một thời gian, nhân viên sẽ liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả, đồng thời yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty rồi chiếm đoạt. Với phương thức này, từ đầu năm 2022 đến nay, hàng nghìn khách hàng trên cả nước bị các đối tượng này lừa đảo, trong đó có một số người dân trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ước tính số tiền lừa đảo của công ty đã chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng. Do mua khống hóa đơn để chiếm đoạt gần 600 triệu tiền thuế của nhà nước, giám đốc và kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Long Trường Thịnh có địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị khởi tố.
Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Quyền, sinh năm 1969 và Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1991, cùng trú tại Hà Tĩnh về tội trốn thuế. Từ năm 2019 đến năm 2020, Hà Văn Quyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Việt Trường Thịnh, đã thu mua một khối lượng lớn đất, cát, không rõ nguồn gốc xuất xứ, rồi bán cho các công trình, dự án trên địa bàn. Để hợp thức số đất, cát lậu nói trên, Quyền đã chỉ đạo Tâm là kế toán của công ty mua 8 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị tiền hàng ghi trên các hóa đơn hơn 2,3 tỷ đồng. Với phi vụ này, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Long Trường Thịnh đã chiếm đoạt gần 600 triệu đồng tiền thuế của nhà nước. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trận mưa lớn xảy ra vào chiều tối qua 14 tháng 7 đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La chìm trong biển nước, gây thiệt hại lớn về hoa màu, vật nuôi, thiệt hại ước tính lên tới hơn 500 triệu đồng. Trận mưa kéo dài từ chiều tối qua đến sáng nay đã khiến nước từ các khe núi đổ về, gây ngập nặng tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Sơn La. Có nhiều vị trí bị ngập từ 40 đến 50cm, khiến các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. Trên địa bàn huyện Sông Mã, mưa lớn khiến 3 con trâu của người dân bị nước lũ cuốn trôi, nhiều tài sản hoa màu cũng bị thiệt hại. Mưa lớn cũng làm cho 14 nhà dân ở Triềng Sơn, huyện Mộc Châu bị tốc mái nhà, xô đổ hơn 50 mét tường gạch, gãy đổ một cột điện, hơn 1,6 hectare ao cá bị ngập và nhiều diện tích hoa màu, tài sản của người dân bị ảnh hưởng. Trước tình trạng mưa lớn gây lũ quét và ngập lụt xảy ra, ngay từ sáng sớm, chính quyền địa phương các huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng giúp đỡ, rà soát, kiểm tra tình hình thiệt hại tại tất cả các xã trên địa bàn, đồng thời thống kê thiệt hại, báo cáo huyện để có biện pháp hỗ trợ người dân kịp thời. Đến khoảng trưa nay, giao thông qua các vị trí trên đã thông suốt. Ấn Độ, Pháp thông qua lộ trình quan hệ song phương đến năm 2047. Lạm phát ở Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Pháp của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai nước đã nhất trí thông qua lộ trình thiết lập tiến trình cho mối quan hệ song phương đến năm 2047. Lộ trình hợp tác song phương Ấn Độ-Pháp đến năm 2047 được công bố sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với Tổng thống chủ nhà Emmanuel Macron ngày hôm qua tại Paris. Hai nước sẽ hợp tác vì lợi ích hòa bình và ổn định toàn cầu, đồng thời tái khẳng định cam kết chung đối với một trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và hơn thế nữa. Theo tuyên bố chung, Ấn Độ và Pháp cam kết tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực chiến lược, quốc phòng, khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số, an ninh mạng, khởi nghiệp, viễn thông và phát triển kỹ năng kỹ thuật số. Lộ trình hợp tác đến năm 2047 cũng nêu rõ, hai bên tái khẳng định cam kết hợp tác trong việc thúc đẩy một không gian mạng hòa bình, an toàn và rộng mở. Ấn Độ và Pháp đã ký một loạt biên bản ghi nhớ cũng như thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực chiến lược, khoa học, không gian, phát triển bền vững và hợp tác ở cấp độ thể chế. Theo số liệu mới được Bộ Lao động Mỹ công bố, giá sản xuất của nền kinh tế lớn nhất thế giới hầu như không tăng trong tháng 6 vừa qua, giữa lúc lạm phát giá sản xuất hàng năm cũng đạt mức thấp nhất trong gần 3 năm, dấu hiệu thể hiện tình trạng lạm phát của Mỹ đang dần hạ nhiệt. Chỉ số giá sản xuất của Mỹ tăng 0,1% trong tháng 6 vừa qua. So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến tháng 6 năm nay, chỉ số giá sản xuất của Mỹ đã tăng 0,1%, mức tăng hàng năm thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2020 và giảm mạnh so với mức tăng 0,9% trong tháng 5. Giá dịch vụ tăng 0,2% đã góp phần làm tăng chỉ số giá sản xuất hàng tháng của tháng 6. Chi phí bán lẻ thực phẩm và rượu cũng như khách sạn và nhà trọ, bảo hiểm, chăm sóc bệnh nhân nội trú và vé máy bay đều tăng. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ giảm. Đáng chú ý, giá hàng hóa ở Mỹ không thay đổi trong tháng 6. Chi phí năng lượng tăng 0,7%, còn chi phí thực phẩm lại giảm tháng thứ 3 liên tiếp. Các số liệu đã cho thấy tình trạng lạm phát ở Mỹ đang dần hạ nhiệt. Chính quyền thành phố Trùng Khánh, một trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc, hôm qua đã sơ tán hơn 9.700 người dân đến khu vực an toàn để đảm bảo tính mạng do mưa bão lớn bước sang ngày thứ 2 và tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt trên diện rộng. Theo cơ quan khí tượng Trùng Khánh, tính đến chiều ngày 14 tháng 7, mưa bão đã ảnh hưởng đến 41 thị trấn và các khu vực lân cận của thành phố này, với lượng mưa đã vượt kỷ lục 227mm tại quận Vạn Châu. Hơn 300 hectare đất canh tác đã bị nhấn chìm trong biển nước,
hàng chục nhà dân bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hại nghiêm trọng. Từ sáng ngày 14 tháng 7, hơn 1.700 nhân viên cứu hộ đã được huy động để sơ tán người dân tại vùng trũng thấp. Hiện mưa đã ngớt và các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lớn như bơm nước khỏi khu vực trũng thấp, nạo vét hệ thống cống thoát nước, thu gom bùn rác. Còn tại Hàn Quốc, tình trạng mưa lớn bất thường suốt 3 ngày qua trên phạm vi toàn quốc đã khiến ít nhất 7 người chết, 3 người mất tích. Vào sáng nay, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo đã ban hành lệnh sơ tán và giải cứu khẩn cấp người dân để đề phòng nguy cơ sạt lở. Mưa lớn đã kéo dài trong suốt 3 ngày qua ở Hàn Quốc. Đến rạng sáng ngày 15 tháng 7, đập Gosan ở tỉnh Bắc Trung Cheong đã bị tràn. Theo Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, các địa phương đã ra lệnh sơ tán 7.000 người trên toàn quốc. Mưa lớn nhiều ngày cũng đã khiến hàng nghìn hộ gia đình ở Seoul và Wangju bị mất điện trong ngày hôm qua. Do ảnh hưởng của mưa lớn, Tập đoàn Đường sắt Hàn Quốc cho biết đang tạm dừng tất cả các chuyến tàu chậm và một số chuyến tàu cao tốc. Trong khi đó, Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo sạt lở đất ở mức cao nhất tại 12 trong 17 tỉnh thành trên cả nước. Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp Lina Mendoni hôm qua đã ra lệnh đóng cửa thành cổ Acropolis ở thủ đô Athens, nơi thu hút khách du lịch hàng đầu nước này vào các khung giờ nóng nhất trong bối cảnh Hy Lạp đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt. Khu danh thắng thành cổ Acropolis đã tạm ngừng đón khách tham quan từ 12 giờ trưa cho tới 17 giờ chiều hôm qua, theo giờ địa phương, để bảo vệ sức khỏe của du khách và các nhân viên làm việc tại đây. Nhiệt độ tại Athens trong các ngày 14 và 15 tháng 7 lên tới 40 độ C, song nhiệt độ cảm nhận thực tế ở thành cổ Acropolis thậm chí cao hơn nhiều. Trong khi đó, các điểm du lịch nổi tiếng khác quanh Acropolis như quảng trường cổ đại Agora vẫn mở cửa đón khách. Acropolis, nơi còn được gọi là Đá Thiêng, đang thu hút lượng khách tham quan tăng mạnh trong những tháng gần đây. Thành cổ này thường mở cửa từ 8 giờ sáng đến 20 giờ mỗi ngày. Một đợt nắng nóng mùa hè đang bao trùm một số quốc gia Địa Trung Hải, trong đó có Hy Lạp. Dự báo miền Bắc và miền Tây nước này sẽ hứng chịu mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10 đến 15 km một giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Và sau đây sẽ là thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin Nhịp sống hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Điện Biên, Lai Châu, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm nay và chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm nay và chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.